Đấy, các bạn ơi. Đây, 4 giờ sáng nha các bạn ơi nha. Hôm nay dậy hái nấm nha. Đây. Hơi thừa một xíu. Hôm nay hái ngày thứ hai các bạn ạ. Và nó lên không đồng đều ấy. Một chùm. Làm ngoài này nó có hái các bạn. Các bạn làm nấm mà cũng biết rồi đấy. Làm nấm nó lơm nó hái ngoài này. Đó. Các bạn hái nhẹ nhẹ nhá. Một cụm là hái đều hết luôn rồi. Đấy, một cụm nha các bạn. Đây, qua đây. Ôi. Bự chưa? Bự này nữa. Bự luôn. Hái nhẹ nhẹ. Đợt do chuột nghịch các bạn. Nên nó không được nhiều như đợt rồi các bạn. Do mưa ấy. Được nhiều. Nên nó không được đồng rộ như đợt đấy. Rộ các bạn chứ ngồi một chỗ đấy không đi đâu được hái được. Đêm đấy không phải dân dạn đâu các bạn, ít thì hôm nay thì muộn các bạn ạ. Hôm nay 4 giờ. Ui dồi, còn là quả đấy này. Đấy, nặng phết rồi các bạn. Lúc lên là 1 ký nó hơm nhanh lắm các bạn ạ. Này chắc gần 1 ký luôn này. Đấy, mấy chùm thôi là 1 ký à. Quả là to rồi. To rồi. Chịu khó dinh dưỡng cho nó thì quả to rồi các bạn. Lên thưa quả to. Mà phải giống nữa các bạn. Đây. Hôm nay không dùng dao bạn. Quay này là một tay mà máy không dùng dao được. Đặt này ra không. Do này mấy cái chuột nó nghịch ấy nên là nó không ấy rồi này. Mấy cái này mai nó mốt đấy các bạn. Đang này này. Đó, chụp này. Được ký rồi các bạn. À, đang ạ. Đấy. Cái này chụp hôm qua lại mất rồi đấy. Đơm đấy, người ta đang ngủ thì mình dậy hái. Đó. Đây. Đấy rồi. Bạn. Vậy cho được hơn ký nữa các bạn ạ. Nhanh lắm, quả to nó nhanh lắm. Đây các bạn. Thôi nha, chào các bạn nhé. Đấy. Mình hái rồi, vượt làm vượt quay hái khó lắm. Các bạn xem thử hái đây, 1 giờ rồi.